Mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái bản ngọc của vị tướng trợ thủ Chanel. Thì theo cầu của bạn Quỳnh Anh và bạn Anh Vũ có yêu cầu mình làm về ngọc của vị tướng này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho hai bạn và chia sẻ đến tất cả mọi người nha. Đầu tiên khi chơi ngọc của vị tướng Chanel á, thì mọi người hãy lên cho mình theo cái kiểu này là nó sẽ tốt nhất. Thì hiện tại thì mình thấy cái bản ngọc này nó đang là chiếm ưu thế là cao, cũng đang là phổ biến. Thì bán ngọc của Chanel sẽ lên giáp cộng 23, máu tối đa là 1162, tốc chạy là 4%, hồi máu 5 giây là cộng 52, tốc đánh là cộng 10%, và giảm hồi chiêu là 6% nha. Thì nếu mà mọi người có chơi vị tướng Togo á, thì mọi người có thể dùng bán ngọc Chanel này xài cho Togo được luôn nha. Rồi, mình sẽ đi vào bán ngọc, 10 viên ngọc đỏ mình sẽ lên là giáp cộng 2,3, máu tối đa là 33,7, tốc đánh là 1% nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím, mình sẽ lên là máu tối đa cộng 45, tốc chạy là 0,4%, hồi máu 5 giây là cộng 5,2 nha. Còn về 10 viên ngọc xanh á, mình sẽ lên là máu tối đa và giảm hồi chiêu cho vị tướng Chanel nha. Đây là các phần bản ngọc, tiếp theo mình sẽ đi vào các phần trang bị và các hiệu của vị tướng này. Đầu tiên mình sẽ nói về các phần trang bị, thì trang bị của Chanel á, cái món đầu tiên mà đi cho thủ á, thì chắc chắn là mình sẽ lên một cái món hỗ trợ mọi người. Chính là cái phụ trợ á, chắc chắn là phải lên, tại vì mình đi chơi thủ mà. Và cái món thứ hai sẽ là chiếc giày kiên cường. Và cái món phụ trợ này nè, mình sẽ lên tùy vào tình hình tem địch mà mình sẽ chọn cái phụ trợ phù hợp. Có thể là đại địa thần khiên, hay là đại địa ma nhẫn, hay là đại địa quý diệt, hay là đại địa ma chói. Thì mình sẽ lựa nha, tùy theo trận mà mình lên. Thì Chanel là một vị tướng chơi thủ có một cái lá chắn rất là tốt. Nên là mình thường thường á, đôi khi mình cũng lên cái đại địa thần khiên này nè, mình chơi cũng rất là ok. Nhưng mà cũng hiếm khi lên đây để thằng khiên nha mọi người, cũng tại giờ tem thôi. Còn món thứ hai chính là chiếc giày kiên cường. Món thứ ba thì sẽ lên cái giáp khốn khổ nha mọi người. Và món thứ tư mình sẽ lên vui chiên choi, nếu mà tem bạn có một sách thương phép nó cũng hơi được, hơi mạnh á. Còn bình thường thì lên giáp AI cũng được nha, nếu mà tem bạn sát thương phép nó không mạnh, nó yếu. Món thứ năm mình sẽ lên giáp khiên thoát chuyện nha. Cuối cùng là giáp phô mệnh. Món giáp phô mệnh thì sẽ lên cái nhâm thử nha mọi người. Đây là các phần trang bị dành cho Chanel mà nó đồng đều giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật á mọi người. Tiếp theo mình sẽ lên các trang bị mà dành cho tem bạn sát thương vật lý cao nha. Tem bạn sát thương vật lý cao thì mình sẽ lên cái áo tròn. Mình sẽ không lên chân choi nha, mình lên cái áo tròn băng giá trước. Sau đó mình lên cái giáp khốn khổ nha. Rồi sau đó mình lên khiên nước chèn. Cuối cùng là giáp phong mệnh rồi lên cái nhâm thửng thôi. Đó là trang bị dành cho tem bạn sát thương phép thuật cao nha. Số ghi mọi người nha, không phải là sát thương phép thuật mà là sát thương vật lý nha. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ trang bị mà dành cho tem bạn là sát thương phép thuật cao nha. Thì tem bạn mà khi mà sát thương phép thuật nó cao á, thì mọi người phải lên một cái chương choi là chắc chắn rồi. Nhưng mà lên ở đâu thì mình sẽ chia sẻ. Mình phải lên ở món thứ ba luôn nha mọi người, đầu game luôn. Món thứ ba là dừa, đừng để tới món thứ tư lên thì nó sẽ kháng phép yếu lắm. Rồi tiếp theo nếu mà nó chưa được nữa thì lên cái giáp Gaia luôn. Giáp Gaia luôn để cho nó kháng phép càng ngày càng nhiều nha. Thì đây là cái phần trang bị dành cho tem bạn sát thương đà phép thuật cao. Còn về cái phù hiệu á, phù hiệu của Chanel á, thì hiện tại cái mộc giáp vẫn là cái chiếm rất là ưu thế. Hiện tại rất là phổ biến, tại vì cái mộc giáp á, giúp cho vị tướng này hồi máu rất là nhiều. Khi mà hạ phục được tướng địch cũng hồi máu nữa, gần hết máu thì khó khỏi dạng trạng thái giao tranh thì cũng được hồi máu luôn. Còn cái nhánh dưới đây nè, mình chọn cái bảo mệnh nè, giúp cho vị tướng này nó sẽ hồi máu và hồi năng lượng trong nháy mắt, nó hồi nhanh luôn á mọi người. Còn cái chỗ này thì mình chọn cái hạ tăng CT, cũng giúp cho vị tướng này mà khi hạ phục tướng địch á, thì sẽ được cộng công vật lý và công phép nha. Rồi, cái phần mình chia sẻ về bản ngọc Chanel đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các video tiếp theo nha.